Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc Lý Gia Siêu nhân dịp sang thăm Việt Nam. Đánh giá cao chuyến thăm chính thức song phương đầu tiên đến Việt Nam của người đứng đầu Hồng Kông kể từ khi thành lập khu hành chính đặc biệt năm 1997, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác thiết thực cùng có lợi giữa Việt Nam và Hồng Kông, cũng như đóng góp tích cực cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc. Chủ tịch nước khẳng định phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Việt Nam luôn tôn trọng, ủng hộ chính sách một quốc gia hai chế độ, luật cơ bản và các quy chế liên quan của Hồng Kông, ủng hộ Hồng Kông luôn phát triển phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc. Trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Lý Gia Siêu gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Hồng Kông trong quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao vai trò vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công các sự kiện đa phương, trong đó có APEC năm 2027. Hồng Kông hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7, nhà đầu tư FDI lớn thứ 5 của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 2 trong ASEAN, lớn thứ 7 trên thế giới của Hồng Kông. Chủ tịch nước mong muốn hai bên tăng cường giao lưu, trao đổi cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, tăng cường hợp tác tại các cơ chế, diễn đàn đa phương. Đồng thời cảm ơn chính quyền Hồng Kông đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác và hoạt động của Tổng lãnh sự quán Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Hồng Kông, nhất là thị thực nhập cảnh cho công dân học sinh Việt Nam đến Hồng Kông công tác, du lịch, học tập. Đánh giá hợp tác giữa hai bên có tính bổ trợ cao và tiềm năng lớn, trưởng đặc khu Lý Gia Siêu đề nghị Việt Nam quan tâm và khai thác những ưu thế, điều kiện đặc thù của Hồng Kông, khu vực nằm trong những chiến lược phát triển lớn của Trung Quốc, vừa có độ mở cao, hướng ra toàn thế giới, mong muốn hai bên tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn, khuyến khích các doanh nghiệp, hiệp hội hai bên kết nối, mở rộng hợp tác, đẩy mạnh hơn nữa các hợp tác thương mại, đầu tư, tài chính ngân hàng, du lịch, hàng không và các lĩnh vực mới nổi như khoa học công nghệ, kinh tế số, chuyển đổi số, năng lượng sạch.